Này là hình vẽ, này là hình trên lam mình thấy, này hình trên lam thấy luôn ha. Rồi nói tới hệ tín hiệu là mình biết rồi, là nó làm nhiệm vụ tạo ra nước tiểu đúng không, và tống xuất bài hấp thu một cái hấp thu lại một số chất ngược trở vào trong cơ thể và bài tiết các cái chất thải chất độc ra khỏi môi trường ngoài, ra khỏi cơ thể mình. Thì nó gồm có hai cái quả thận hai bên ha, niệu quản vô bàng quang chứa chổng ra cái niệu đạo rồi đi ra ngoài. Cái thận là cái cơ quan rất là quan trọng của mình ha. Con người ta có thể sống với một quả thận nhưng mà không có thận là coi như không được ha. Mốt khi các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ thấy ha, những cái gì nó ảnh hưởng trên cơ quan mình bị chấn thương hay bị cái gì, thường mình quan sát thêm cái thành phần nước tiểu để mình xem cái đánh giá cái chức năng thận còn làm việc trong người mình như thế nào ha. Thì thận là cái cơ quan quan trọng mình tạo ra nước tiểu, lọc nước tiểu và đồng thời nó cũng chế tiết ra một số các cái hormone rất là quan trọng ha. Rồi mỗi ngày thì mình uống tầm khoảng cần cần khoảng 2 lít nước đi du lịch trong cơ thể mình ha, và như vậy sẽ lọc và tải thải ra ngoài tầm khoảng 1,5 lít mỗi ngày. Chức năng rồi biết rồi, về nhà tự đọc nha. Có một cái học môn, mấy cái học môn này nè, nhớ nè, renin nè, erythropoietin nè. Erythropoietin này nó quan trọng trong cái chuyện là hồng sản xuất hồng cầu. Nên những cái bệnh nhân mà bị thiếu máu cái nồng độ này nó thấp nè. Rồi ngoài ra nó còn có sản xuất ra calcitriol nha. Đây là cái hình vẽ, học lại nhắc lại giải phẫu ha. Cái này là cái vỏ bao nè ha. Có ai mua cái cọc heo về ăn chưa ha, bổ đôi bổ dọc nó ra sẽ thấy ha, cũng là lá giống vậy. Rồi cái lớp này là cái lớp vỏ, nó gọi là cái vỏ thận ha. Cái khúc này nè, nó không có tính cái rìa bên trong này nha, chỉ tính cái bên ngoài này thôi nè ha, đó cái khúc ngoài này thôi nè, vỏ thận. Làm sao mà tự nhiên bả đi sâu vô cái này vậy, có lý do của bả hết đấy ha. Để ý nè, bà nói chỗ này là vỏ thận nè, không có tính cái khúc này nha, cái khúc này là tủy thận. Vỏ thận ở trên này, ở dưới này là tủy thận ha, vùng này là vùng tủy thận. Những cái hình tam giác này nè là tháp thận, được chưa. Rồi sau khi nó tạo ra nước tiểu, nó đổ vô trong cái đặt nhu mô thận ha, xin lỗi, cái đài bể thận ha, đổ trong mấy cái này nè, đài lớn đài nhỏ nè, xong đổ trong cái đài bể thận. Cái đài bể thận này nó sẽ dẫn nước tiểu đi dọc xuống cái niệu quản ha, rồi chứa ở trong bàng quang để theo niệu đạo đi ra ngoài. Cái khúc này gọi là rốn thận, tức là nơi mọi thứ đi ra đi vào trao đổi chất. Ở đây sẽ gồm có động mạch, sẽ gồm có tĩnh mạch thận ha. Động mạch thận đi vào, tĩnh mạch thận đi ra. Động mạch đi vào nè, chia nhỏ nhỏ ra, phân tới len lỏi qua các cái tháp này, len lỏi qua những cái chỗ này, lên tới những cái vùng tận cùng là vùng vỏ thận, được chưa. Ở đây trao đổi ở đây ha, trao đổi chất ở đây thông qua cái tiểu cầu thận, xong đó theo cái tĩnh mạch đi ngược cái là đi ra ngoài. Rồi hình dung ra được rồi ha, động mạch thận khá là to, khá là bự ha, đó, quan trọng. Rồi đây ha, động mạch thận nè, đi vào nè, chia nhỏ từ từ ra nè, bọc dòng lên mấy cái tháp thận nè, và bắt đầu chi nhánh đi lên trên chỗ mấy cái vùng vỏ thận nè ha. Đó. Rồi ở đây nhận máu trả ngược trở lại về tĩnh mạch thận ha, đi ngược trở về đi ra ngoài nha. Rồi đây là một cái quả thận ha, nè cắt cái khúc này ra, thấy cái đường chấm chấm này không các em, đó là người ta chia ra tủy ở đây, vỏ ở đây ha. Rồi cắt cái này ra đem đi nhuộm mô học, thấy gì, thấy này, thứ nhất đầu tiên cái này là cái lớp vỏ bao, vỏ bên ngoài là cái vỏ này nè, cái bào bên ngoài này nè,
Đó. Rồi, tới cái vùng này. Bắt đầu mình thấy những cái ống xuất hiện ha. Cái khúc này là cái khúc võ thận nè. Nè, là cái chỗ này nè. Bắt đầu mình thấy có những cái ống xuất hiện ha. Như vậy trên mô học mình sẽ thấy giống vậy đó. Rồi. Để ý ha. Mạch máu đi vô. Mạch máu nó len tới bên trên này luôn nè, lên sát ở đây luôn nè, thấy không? Rồi chảy tĩnh mạch đi về nè. Bây giờ cái khúc này nè, tức là gồm có vỏ và một ít tủy, được chưa? Nguyên cái khúc này nè, phóng bự lên là nó ra cái hình này. Để cái background nè, cái này hồng nhạt nè, là cái khúc trên này là cortex nè, là vùng vỏ ha. Cái hồng đậm bên dưới nè là vùng tủy, được chưa? Rồi đây là tiểu cầu thận ha, tiểu cầu thận chỗ này, tiểu cầu thận xong rồi đi ra máu từ động mạch đây nè, đi xuyên vô, chia vô quanh cái tháp, đi vô cái tủy, đi lên tới cái tủy, đi vào trong tiểu cầu thận trao đổi chất ở đây ha. Như vậy cái hàng rào thận với nước tiểu nằm ở đây ngay tại cái vị trí tiểu cầu thận này đó ha. Xong sau đó tạo ra nước tiểu, thải ra những chất dơ, đi ra bên ngoài, thấm ra bên ngoài ha. Tạo ra nước tiểu thì đi theo cái đường ống lượng gần, còn thấm những chất dơ gì tùm lum tà la thì sẽ thấm ra theo mao mạch để đi ra ngược lại cái tĩnh mạch ha. Rồi tĩnh mạch trả về bên ngoài, được chưa? Nước tiểu nè, từ đây tạo ra nước tiểu ha, đi du lịch nè, ống lượng gần, ngành xuống qua hay la, ngành xuống dày, ngành xuống mỏng, ngành lên mỏng, ngành lên dày, qua hay la, ống lượng xa, đi vô ống góp. Ống góp này sẽ đổ tập trung về cái đài bể thận, đổ ra ngoài. Hiểu được đường đi nước tiểu chưa ha? Nhắc lại ha, nè, máu từ ngoài đi vô, đi lên tới trên tận cùng chỗ này ha, trao đổi chất ở hàng rào nước tiểu máu ở đây ha. Xong sau đó máu dơ đi ngược theo cái tĩnh mạch đi ra ngoài ha, nước tiểu tạo ra ở đây đi theo cái ống lượng gần ha. Đi tới cái quai hành lê, quai hành lê chia làm 4 khúc, ngành xuống dày, ngành xuống mỏng, ngành lên mỏng, ngành lên dày, nguyên cái này là quai hành lê. Xong rồi đi lên cái ống lượng xa, xong rồi xa là tại nó không nối tiểu cầu thận, gần là nó nói rồi dễ nhớ. Đi xuống với ống góp để mà đổ ra đại bể thận đi ra ngoài. Rồi dòm này là vùng vỏ, background nhạc nè là vùng vỏ, dưới đây là vùng tủy ha. Vậy Quỳnh Đăng Huy đâu, mở mic lên đi em. Alo, Ở đây à? rồi chào em. Nói cho cô nghe, tiểu cầu thận nằm vùng vỏ hay vùng tủy? Dạ, nằm ở vùng vỏ. Ống lượng gần nằm vùng vỏ hay vùng tủy? Dạ, vỏ. Quai hành lê nằm vùng vỏ hay vùng tủy? Dạ, tỷ ạ. Tủy đây. Chỗ này có hành lê không? Dạ, có. Ừ, vậy quai hành lê nằm đâu? Dạ, vỏ với tỷ luôn. Rồi, ống lượng xa nằm ở đâu? Dạ vỏ. Rồi, ống góp nằm ở đâu? Dạ tỷ với vỏ luôn. Rồi, đúng rồi. Giỏi ha. Như vậy cái hình này, nhớ cái hình này là nhớ được đường đi nước tiểu, là nhớ được cái vị trí vỏ tủy của mấy cái ống này, để đừng có những cái câu trả lời rất là mất điểm một cách hoang mang. Ví dụ như nói tiểu cầu thận nằm ở vùng tủy, ống lượng gần, ống lượng xa nằm vùng tủy, lúc coi lam cũng phân vân ống lượng gần, ống vùng xa, vùng tủy, rất là vô duyên ha. Rồi tiếp. À, đơn vị của cái nhỏ nhất của cái thận là nephron nha các em ha. Chỗ này một đơn vị ở trong này, cái vị trí nó đây chứ không phải này, cái này là cái tiểu cầu thận. Thì cái đơn vị nhỏ nhất của cái thận, chức năng thận lọc là nephron, đừng có lộn với nephron là của thần kinh đấy. Rồi cái này thì nhắc lại thôi ha. Tiểu cầu thận nè, ngay cái khúc này nè, cắt ra nè ha. Rồi chỗ này là vỏ nè, dưới đây tủy nè ha, cắt ra phóng to ra, nó là cái khúc này ha. Đó. Khúc này là vỏ nè, khúc này tủy nè ha.
thì tiểu vô thận nè, những cái cục tròn tròn nè, có mạng lưới mao mạch bên trong nè, nó chùm mao mạch mabili đây, nằm ở vùng vỏ ha. Nhìn trên lam các bạn sẽ thấy là những cái cục tròn 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 tròn, có cái khoảng sáng, khoảng sáng là tại cái khoảng này nè, cái khoảng bao bọc này nè ha. Đây sẽ là cái mặt cơ chỉ điểm cho mình biết, nhìn như một cái vật kính bốn, hỏi cơ quan gì mình biết đây là thận là nhờ những cái tiểu cầu thận này, hiểu không các em? Ví dụ đi đi thi chỉ vô để cái lam giống vậy nè, hỏi này cơ quan gì thì muốn biết nó là gì thì phải nhìn vô mấy này nè, thấy mấy cái này là biết nó là tiểu cầu thận, ghi vô đây cơ quan thận, được chưa? Rồi vùng vỏ nó sẽ nằm xen kẽ với vùng tủy ha. Nó sẽ nằm xen kẽ lúc mà do cái vị trí cắt á, ví dụ như mà người ta để cái này nó nằm ngang ra, bạn sẽ thấy vỏ xen kẽ với tủy ở đây, nhưng mà sao cái ống góp, cái ống góp nó sẽ chạy từ vùng vỏ tới vùng tủy, cho nên bạn sẽ thấy nè, nó luôn luôn xen kẽ như nè, tiểu cầu thận đây nè, cái có những cái ống góp nó chạy song song đây nè, có những cái ống góp nó chạy song song đây, xong rồi tới cái tiểu cầu thận đó lại, hình dung được không? Vậy cái khúc này là khúc của vùng vỏ và đây là tiểu cầu thận. Tiếp đây là khi phóng to lên thấy cái tiểu cầu thận nè. Rồi cái này nè là cái khoảng sáng hồi nãy mình thấy trên quang trường á, cái chỗ này nè, cái bao phía ngoài này nè gọi là bao bao man hay còn gọi là lát thành ha, là do biểu mô lát đơn của mạch máu lót lòng, cho nên nó chỉ ở đây hỏi gì là biểu mô lát đơn. Nếu mà hỏi tế bào gì thì là tế bào nội mô, được chưa? Rồi một cái lớp nữa mọc sát ở đây, ôm sát ở đây, nó gọi là cái lớp tạng. Nguyên cái cục này nè là cái chùm mao mạch mantigi, bản thân của nó là có rất là nhiều cái mạch máu ở trong đây và các cái tế bào có chân podocyte, được chưa? Rồi ngay cái khúc một cái tiểu cầu thận nó nối bên ngoài qua hai cái cực, cực này là cái cực niệu, là nó tiếp giáp với cái ống lượng gần, đổ nước tiểu ra đây nè, nó có hai đầu nhớ không nè, một đầu ở đây nè, rồi một đầu nó ra đây nè, nó ra qua cái tĩnh mạch này nè ha, mạch máu vào với mạch máu ra ở đây, thì đây cực này là cái cực niệu, nước tiểu đi ra đây, đây là cái ống lượng gần ha, nhớ nha, ống lượng gần giống với ống lượng xa. Còn cái cực này là cái cực mạch, cái cực mạch này á nó sẽ có một cái phức hợp ở đây ha, bộ ba. Cái chỗ này là gọi là vết đặc, ngay chỗ trên cái ống lượng xa vị trí này gọi là vết đặc. Rồi tế bào cận mạch với tế bào gian mao mạch ha, nguyên cái phức hợp này. Nếu bạn đi thi nó chỉ vào đây hỏi cấu trúc gì ha, là vết đặc, được chưa? Có chỗ này có cái thường khó, các bạn khó nhìn thấy thấy cái tiểu động mạch vào cái tiểu động mạch ra lắm ha, ngay cái chỗ cái phức hợp cận tiểu cầu này nè. Mình chỉ biết cái trong cái đống này nè, nó sẽ có cái tế bào gian mao mạch, nó cận nằm giữa cái mạch máu vào với mạch máu ra ha. Trên hình vẽ này nó vẽ cái chỗ này tím tím nè, là cái nơi của cái vết đặc đó ha, tiếp xúc vô giữa cái mạch máu. Tế bào podocyte là cái chỗ cái nó nằm lẫn xen với cái mạch máu, nằm trong cái chùm mao mạch mantigi. Bây giờ bóc cái tiểu cầu thận ra ha, đây một bên là cực niệu nối với ống lượng gần nè ha, biểu mô nè, một bên là cực mạch ha, cái mạch máu nó đi vô nè, mạch máu nó đi ra nè ha, cho nên cái chỗ này nó gọi là cái tế bào gian mao mạch, cái chỗ này nè nó gọi là cái vết đặc ở đây nè, chỗ này cái vết đặc ha. Rồi thì cái khúc này nè phóng to lên thấy đây là một cái con tế bào podocyte, được chưa? Một thân chính, một nhân, chia ra nhiều nhánh, chia ra nhiều nhánh chính, đây những nhánh chính bự nè đó, những nhánh chính bự này sẽ chia ra những nhánh nhỏ đó, như cái cây lá dương sỉ vậy nè đó, đâm qua cái màng lọc này ha. Ở dưới đây là cái ống mạch máu, cái lòng mạch máu nè, có những cái lỗ nè ha, thì cái nguyên cái cấu trúc này có những cái lỗ thông, những cái khe nè, nó làm nhiệm vụ như cái màng lọc vậy đó, hiểu không? Đây đây là mạch máu nè ha, đây con tế bào podocyte nó sẽ ôm lấy rìa chung quanh của cái mạch máu này ha,
Ngoài ra nó còn có cái tế bào giang mao mạch nữa, thì nguyên cái bộ này nó tạo nên cái hàng rào để mà lọc, hàng rào máu với nước tiểu để mà lọc. Đây là hình ảnh với kính hiển vi điện tử, ha, điện tử quét. Độ phân giải của nó là ở mức độ nanomet, cho nên mình nhìn rõ được chi tiết cấu trúc của bên trong. Đây là một cái con tế bào podocyte, chia ra nhiều cái nhánh bự. Đây, những nhánh bự chia ra những nhánh nhỏ, ha, và nhìn tạo thành những cái khe. Cái khe này là nơi để cho màng lọc xảy ra, ha. Rồi, đây, hàng rào lọc nước tiểu. Khi thi sẽ hỏi gồm có thành phần gì thì phải biết nha. Rồi, mạch máu đây bên trong lòng nè. Như vậy thì cái tế bào nội mô nè, giữa các cái tế bào nội mô nó có một cái khe hở nhỏ ha, để cho thấm những cái chất đi qua, giống như vậy nè, thấy không, khe hở nhỏ bào tương của nó đó. Rồi, một lớp đầu tiên là cái tế bào nội mô, lớp thứ hai là tới cái màng đáy cầu thận, cái lớp mỏng này nè, lớp mỏng ở đây nè ha, màng đáy của cái cầu thận đây ha. Và cái lớp thứ ba là cái tế bào có chân của cái tế bào podocyte ha, nên cái lỗ lọc để cho những cái chất này nó đi qua, được chưa? Rồi, vậy đây, hàng rào lọc nước tiểu gồm có những thành phần gì là phải nhớ nha. Cái tiểu cầu thận có hai cực, một cái cực nó nối với cực niệu, nó nối với ống lượng gần, nhớ không nè, ha. Rồi, biểu mô là biểu mô vuông đơn ở trong sách các bạn, trang 131 ha. Viết sai. Biểu mô thành ống lượng gần là biểu mô trụ đơn, chỗ đó là viết sai, cần phải edit lại sách, note vô đi để học bài sai đó ha. Biểu mô là biểu mô vuông đơn, thật ra cái tế bào nó nhìn ở đâu ra hình vuông đâu cô, đúng không? Nó giống hình tháp mà, cái đáy dưới dài, cái đáy trên nhọn nè, nó là hình tháp. Nhưng mà sao trong cái định danh biểu mô mình chia ra ba loại là hình lát, hình vuông với hình trụ, nhớ không? Thì để cho đơn giản, các nhà mô học mặc dù đây là hình tháp nhưng mà nó vẫn là sao chiều ngang á, nó cũng ngang nửa gần bằng với là chiều dài, cho nên người ta xếp nó vào biểu mô vuông, được chưa? Là biểu mô vuông đơn. Và cái cực đỉnh của nó điển hình của một cái biểu mô hấp thu, tức là có vi nhung màu, được chưa? Mình sẽ thấy cái bào tương của nó tối màu, ha, tối màu hơn thì vì nó chứa, nó hấp thu chỉ nhiều là nước, cho nên là mình thấy trên cái hình mô học nó tối màu hơn so với lại cái biểu mô của cái ống lượng xa. Đây là ống lượng gần nè, đây nè ống lượng gần nè, so với cái bào tương của ống lượng xa nè, nó tối màu hơn ha. Năng của nó là tái hấp thu trở lại nha các em, tái hấp thu nhiều. Rồi, đây tiểu cầu thận ha, khoảng sáng nè, chùm mao mạch mambigi nè, đây là biểu mô lát đơn ha, biểu mô lát đơn nè. Cái này không rõ mấy ha. Rồi, nối với lại đây là ống lượng gần nè ha, nối với này cực niệu nè, phía còn lại sẽ là cực mạch có vích đặc, có cái phức hợp cận tiểu cầu á, là các cái tế bào cận mạch, với lại cái chỗ đường tế bào cận tiểu cầu, cái chỗ mà mạch máu đi vào mạch máu đi ra ha, còn đây là chỗ cực niệu nó nối với lại ống lượng gần, nước tiểu sẽ đi qua đây. Nhà nhìn biểu mô của nó nè, nhân tròn bề ngang nè với bề dài nè tương đối bằng nhau ha, nên mình xếp nó vào biểu mô vuông đơn. Rồi, nhớ chưa? Rồi, đây ống lượng gần, đây ống lượng gần, đây ống lượng gần ha, đây ống lượng gần, được chưa? Tiếp, đây nè, đây nè, bào tương trong cái lòng ống thường nó còn nhiều cái chất ở trong này ha. Rồi, tiểu cầu thận nè đi qua ống lượng gần xong rồi đi xuống dưới ngoài hành lê, lên ngoài hành lê, qua hành lê chỗ dày chỗ mỏng, chỗ mỏng chỗ dày ha. Rồi, cắt ngang cái chỗ này ra, đi nhìn vô đây, cắt ngang cái chỗ này ra, chỗ này là vùng vỏ, đi nhìn thì sẽ thấy tiểu cầu thận, sẽ thấy ống lượng gần, thấy ống lượng xa, thấy ống góc, hình dung ra được không? Nè, tiểu cầu thận nè, khoảng sáng nè, mặt cơ định danh đây là lam thận nè, ha.
Các cái ống này là ống đựng sa nè, ha. Nè mấy cái ống này nè, bào tương của nó sáng màu hơn nè. Các cái ống này là ống đựng gần nè, bào tương của nó tối màu hơn nè, thấy không? Biểu mô là biểu mô vuông đơn, còn là một ống nè, ha. Rồi cắt dưới này, nhìn vô đây, vậy chỉ có thấy ống gót với quai hành lê thôi, đúng không? Rồi đây, ha, đây là ống gót nè, đây là ống gót nè, đây là ống gót nè, nó hơi to hơn một chút, ha. Biểu mô của nó có thể từ vuông cho tới trụ tùy cái đường kính, nhưng mà con quai hành lê thì nó nhỏ hơn nhiều ha. Đó mấy cái quai hành lê nè, đó dày nè, mỏng nè ha. Trong cái thực tập mô các bạn sẽ được miễn giảm không cần phải coi quai hành lê rồi, được chưa? Chỉ cần coi ọ tiểu cầu thận, ống đựng gần, ống đựng xa với lại ống gót thôi rồi, đó. Ống lượng xa so với cấu trúc của ống lượng gần ha, bào tương của nó tối màu hơn, cái này bào tương của nó sáng màu hơn ha, này hình tháp giống như hình vuông đơn ha, nhớ nha, biểu mô lượng gần vuông đơn, biểu mô ống lượng xa cũng giống vậy luôn, bề ngang nè với bề dài nè, bề ngang với bề dài gần bằng nhau cho nên là biểu mô vuông đơn luôn, nhớ ha, bào tương của nó sáng màu hơn. Chức năng của nó làm gì cũng vẫn tiếp tục tái hấp thu ha. Rồi đây là một cái ống bự nằm kế bên ha, này là ống gót. Về câu hỏi đặt ra là cô ơi, làm sao phân biệt giữa ống lượng xa với lại ống gót trong khi cái bào tương của nó vẫn có cái sáng màu giống vậy? Thì ống gót sẽ có hai loại tế bào, lát nữa nói ha. À, tế bào sáng, tế bào tối thì mình dựa cái màu sáng tối để mình nhận diện đây là ống góp chứ không phải là ống lượng xa, hiểu chưa? Một cái nữa là dựa vào vị trí, nếu như mà ở đó mà không hề có cái tiểu cầu thận nào hết, không hề có cái ống lượng gần nào hết thì cái đó là chắc chắn là cái vùng đó là vùng tủy. Vùng tủy thì chỉ có ống góp với quai hành lê chứ không có ống lượng xa, hình dung ra được không? Rồi đây ha, đây là ống lượng gần nè, so với cái này là ống lượng xa nè. Biểu mô nó hơi cao hơn chút xíu, tối màu hơn, trong cái ống lượng xa biểu mô vuông đơn thấp, bào tương sáng màu. Ống lượng gần so với cái ống lượng xa, các bạn nhìn cái tập nhìn cái bào tương của nó ha, nhìn tối màu sáng màu nè ha. Rồi ống góp nó nằm ở cả hai vùng vỏ tủy hồi nãy nói rồi, cái quan trọng muốn nhận diện nó là thứ nhất nó có hai cái loại tế bào là sáng với tối, thì mình nhận diện nó dựa vào cái tế bào tối. Tế bào sáng là chủ yếu, tế bào tối lâu lâu nó sẽ nằm xen kẽ. Nếu mình thấy cái ống nào mà có tế bào tối, tế bào sáng nằm xen kẽ hay là mình biết nó là ống gót. Nó có thể là vuông đơn nếu như nó nhỏ, từ từ nó to ra, nó dài, nó đường kính nó rộng hơn thì nó sẽ dần dần từ từ nó thành trụ đơn ha. Chủ yếu chức năng của nó vẫn là hấp thu, thu nước là chủ yếu ha. Cho nên cái tế bào của nó nè, đây là một cái lồng ống ha. Có các cái tế bào sáng sáng sáng, cái này đỏ hơn chút, sáng 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 sáng, cái này cũng đỏ hơn chút. Đây là tế bào sáng nè, đây là tế bào tối nè. Vậy cái cấu trúc này là ống gót, nhớ ha. Như vậy cái chỗ này là không thấy tiểu cầu thận đâu hết, thì cái chỗ này là vùng tủy. Trong vùng tủy thì chỉ có ống gót với quai hành lê, không có ống lượng gần, không có ống lượng xa, được chưa? Rồi cách coi làm đó nha. Những cái này là những cái mạch máu lưu ý ha. Nè, hồng cầu nè, lòng mạch nè, tế bào nội mô nè. Nhớ ha, tập quan sát mạch máu ở các hình dạng khác nhau, trong các mô khác nhau nha. Đây, mạch máu nè. Ha. Này là ống gót. Ha. Cái còn lại này là quai hành lê. Rồi, đây là đường đi mạch máu, nãy nói rỉ rả cái này mấy lần rồi. Biết rồi nè, tự coi ha. Đó, đỏ vô đây nè ha, đi tới đỏ tới đây, mạch máu tới đây lật qua cái đơn vị của tiểu cầu thận là nephron nè ha, xong rồi trả lại máu xanh, trả lại đi ngược máu xanh trả về lỗ thận ha, phóng to cái chỗ này ra nè, đây cho mở mạch mang bị ghi đây nè ha, tiểu cầu thận á màu đỏ nè, tới đây ha, lọc máu, lọc xong rồi vòng vòng đi qua cái mao mạch nè, lọc ra cái tĩnh mạch đi trả ngược về đây, đi về đây thì trả ngược về đây, trả về đây, trả về đây ha. Rồi hồi nãy giờ là mình đi xong cái thận rồi đó,
Bây giờ là tới cái niệu quản. Mình có hai cái niệu quản nha. Đây nè, nối giữa cái thận với cái bàng quang hai bên ha. Cắt ngang ngay đây, đem đi dọn nên lòng ống nè. Tiếp xúc đầu tiên về cái chỗ này sẽ là biểu mô ha. Rồi ở dưới này là cơ và mô liên kết ha. Trung bình là cái lớp vỏ bao bên ngoài. Phóng to cái này ra coi cái biểu mô của nó, cái khúc dung dung chỗ này nè ha. Rồi biểu mô của nó gì đây, mấy tầng, nhiều tầng đúng không? Ừ. Biểu mô của niệu quản khá là nhiều tầng. Rồi vậy coi cái hình thái lớp bề mặt, lớp bề mặt ở đây nè, kỳ quá, nó không giống như bình thường đây nè. Giờ nhớ tới biểu mô niệu ha, hay gọi là biểu mô chuyển, biểu mô trung gian, nhớ không? Đây ha, vẫn giống vậy. Rồi giống như cấu trúc của bàng quang ha. Chỗ này lúc này là sao? Trống, không có nước tiểu ha, rộng rãi quá, bung lụa lên, mở dù lên chơi ha, tế bào căng phồng lên, ta gọi là tế bào dù, đang trong tình trạng trống nước tiểu ha. Cái này nhắc ở biểu mô rồi, này không cần nói lại nữa nha. À, lúc bàng quang trống, lúc bàng quang đầy nước tiểu, nhớ ha. Rồi đi xuống cái niệu đạo, cái niệu đạo thì ở nam với ở nữ nó có khác nhau một chút xíu. Cái niệu do cái cấu trúc giải phẫu cái cơ quan niệu sinh dục ở nam nó là một phần bên ngoài nên cái đường nó sẽ dài hơn ha. Cái niệu đạo nó ở nam nó sẽ dài hơn tại vì nó còn phải đi qua cái tiền liệt tuyến với lại qua cái tinh hoàn. Ở nữ thì nó ngắn hơn do cái cấu trúc nằm bên trong. Rồi ở nam thì nó chia ra ba phần là niệu đạo tiền liệt tuyến, niệu đạo màng với lại niệu đạo dương vật. Cái này các bạn học giải phẫu nhớ rồi. Thì cái biểu mô ở từng cái vị trí nó cũng khác nhau. Khi ở trong tiền liệt tuyến là cái phần mà sát bên trong cơ thể nhất, nó còn nối với bên trong thì là biểu mô chuyển, giống như mô niệu giống vậy. Từ từ đi ra ngoài nó sẽ tiến đến là trụ giả tầng ha. Và khi mà nó ra tới cái bên ngoài, nó chuẩn bị nó nối với lại cái da mình bên ngoài. Da là lát tầng không sừng, lát tầng sừng hóa, thì giờ nó chuẩn bị nối với cái đó ha, thì bỏ cái sừng đi, lát tầng không sừng, nó giống như cái khoang khoang mũi hồi nãy vậy đó, hiểu không? Chỗ cái tiết giáp giữa chỗ da với không da vậy đó. Đó, rất là dễ nhớ. Rồi tiếp cái niệu đạo ở nữ thì nhớ ha, niệu đạo ở nữ là biểu mô trụ giả tầng ha. Khi đến gần ra chỗ ra ngoài tiếp nối với da thì cũng chuyển thành lát tầng không sừng luôn, được chưa? Rồi đây là cái biểu mô của niệu đạo. Trong quá trình học thực tập thì các bạn không cần phải coi cái lam của niệu đạo ha. Rồi đường dẫn lưu nước tiểu hồi nãy thì nói quá trời nói rồi, như này bản này tóm lại thôi, về tự coi nha. Rồi cái này là summarize lại cái biểu mô, cái chức năng, cái định dạng biểu mô như thế nào của mấy cái ống ha. Các bạn vừa coi được PCT là ống lượng gần ha, cái này là ống lượng xa. Rồi ai biết mở mic lên, mở mic hay đợi kêu ha. Rồi ví dụ đi thi hỏi cơ quan gì, đâu con ngồi nghe học không vậy? Thận luôn. Thận, dạ thận. Rồi rồi, nay cơ quan gì? Thận luôn. Sao biết? Thì nó có mấy cái chấm khán xét là cái vô tiêu cầu thận. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cấu trúc gì? Vỏ thận. Đúng rồi, sao em biết? Có tại vì nó có cái tiểu cầu thận. Đúng rồi. Dưới này cấu trúc gì? Tùy lắm. Đúng rồi. Rồi, cái này. Cấu trúc gì? Vết đặt. Đúng rồi. Vết đặt. Này, biểu mô gì? Biểu mô đường, biểu mô lát chưa? Ừ. Tế bào gì? Tế bào nội mô. Nội mô. Nội mô. Cấu trúc gì? Ống lượng. Sổ lô tô, gần xa, hay lê, góc. Ống lượng xa. Ống lượng xa. Vui quá ha. Còn gì nữa nói luôn. Ống góc, ống lượng xa. Rồi tiếp. Còn hai đáp án anh ai nói luôn đi. Này gì? Trời, tôi dạy khảng phố à, cái gì? Nhìn kỹ lại coi. Nhìn cái bào tư của nó nè. Đúng rồi. Thấy ống lượng gần nha. Thứ nhất nè,
nó không có vuông thấp, nó hơi tháp đúng không? Cái này là ống lượng xa nè, chỗ ngay cái vết đặt, ngay cái phức hợp cận tiểu cầu nè, nè cái này ống lượng xa nè, đúng không? Cái này ống lượng xa nè, thấy cái bà tương nó rất sáng không? Và nó vuông vức, tế bào nằm vuông vức thấp nè, trong khi này nó hơi giống như tháp, hơi to to rồi phòng lên, rồi bào tương của nó tối màu hơn, cái này là ống lượng gần, cái này ống gì? Ống lượng gần. Này. Ống lượng gần. Này. Ống lượng xa. Này. Ống lượng xa. Này. Gần. Này. Gần. Này. Góp đâu? Góp phải có sáng tối. Này không thấy sáng tối ha. Này gì? Gần. Gần. Này gì? Gần. Gần. Cái này. Gần. Gần. Này gần. Xa gần. 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 Gần xa xa gần, gần. Này gì gần. Xa gần. Gần. Này gần. Gần. Này. Gần. 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 Cái này gần. 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 Cái này xa xa gần. Này xa xa giống như chờ sổ lô tô vậy. Cái này gần. 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 Xa xa. Xa 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 xa. Alo, còn nghe không vậy? Cô cho em hỏi. Ừ. Ở phía dưới cái tiểu, cái hình tiểu cầu đó cô. Vậy chỗ cái dòng màu xanh đó, nó là nó gần cái vết đó thì nó phải là ống lượng gần chứ cô? Không, à, nó có hai cực. Người ta nói nó có hai cực, à, ống lượng gần. Một bên là cực niệu, một bên là cực mạch, đúng không? À, ở chỗ này thì sẽ là cực niệu, nhưng mà nó đâu phải là nó có cái vị trí trên cái mô như mô cắt á, là cái chỗ nối á, thì là một bên cực niệu, một bên cực mạch. Nhưng mà trong cái nhu mô thận mình cắt ngang qua thì xung quanh nó còn những cái ống đựng gần nữa mà. Em nhớ cái hình này không? Nè, cái chỗ này thì nó nối, nhưng mà rồi cái ống lượng gần nó uốn éo chung quanh nó, cho nên trong cái nhu mô lúc mình cắt ra nó chung quanh nó sẽ có rất là nhiều cái ống lượng gần, ống lượng xa chung quanh, chứ nó không phải là chỉ có hai ống hai bên, hai đối đầu hai bên diện được, hiểu không? Hiểu không em gái? Nè, chung quanh nó sẽ có rất là nhiều cái ống, hiểu không? Nhưng mà nó chỉ nằm đó thôi chứ nó không nối. Còn cái chỗ nó nối với ống lượng xa, chỗ cực niệu nó sẽ nằm phía đối diện này nè, mất hình dưới đây rồi. Thấy không? Chỗ này nè, cái ống lượng xa nó nối thì cái chỗ này là cái phức hợp cận tiểu cầu vết đặt này gì dập nè. Đúng ý em hỏi không? Dạ dạ. Ừ. Nhớ sửa cái trong sách lại trang 131 nha, cái chỗ có ống lượng gần á nha. Dạ cô ơi, cái ơi. Hình cuối cùng á là niệu quản hay là bàng quan vậy cô? Bàng quan đó nhỏ. Bàng quan hả cô? Dạ em cũng ok. À, niệu đạo, niệu quản không có hỏi thực tập nha. Tế bào bụi không hỏi thực tập. Quay hay lê không hỏi thực tập. Hơi thiệt cho mình là mình không có được vô trong phòng thực tập á. Tự mình để cái làm vô, mình coi, mình rà, mình tìm cái quan trường á. Thứ nhất là mình nhớ nó hơn, thứ hai là mình biết, mình coi nó thì mình sẽ hiểu bài hơn. Còn giờ mà mình học trên online giống như nè, học thực tập mốt cũng sẽ online, thì giống như là mình học chay vậy đó. Thì hơi thiệt chút xíu nhưng mà thôi chịu khó đi ha. Tại mình xui mình gặp cái chuyện này chứ cũng chẳng ai muốn. Giảng viên dạy online cũng không có tiện như là dạy trên giảng đường cho các em, nhưng mà thôi giờ mình hiến chịu. Có hỏi gì nữa không?
Cô ơi, là chừng nữa mình thực tập là cũng một lớp 500 mấy bạn hay là có chia ra giống như là thực tập thiệt không cô? Chia ra mà, thấy cái lịch giảng cô phải dạy cái mười mấy lần, chia nhóm ra mà. Ủa, quản lý đào tạo chưa đưa lịch hả em? Dạ có, đưa rồi. Ý là đưa rồi cô mà vẫn không muốn tin đây là sự thật. Rồi, hỏi gì nữa không? Alo, hỏi gì nữa không em? Rồi, nếu không hỏi gì nữa thì mình kết thúc bài ở đây nha.